Dạ hiện tại bên em đang đứng ngay ngã ba Văn Cao, Bình Long và đường số 1. Dạ mai thì bên em giới thiệu đến quý khách một căn nhà mặt tiền nằm trên trục đường Miếu Bình Đông, cách ngã tư đường số 1 và đường Miếu Bình Đông khoảng 70m và cách Văn Cao khoảng 200m, cách chợ Bình Long khoảng 120m. Vị trí rất là đẹp, thuận tiện kinh doanh nhiều mặt hàng. Hiện tại nhà mình đang cho thuê với cái thu nhập cao và ổn định hàng tháng, giá giảm 1 tỷ 3 so với giá khởi điểm ban đầu. Với cái diện tích ngang 4 và 24m, nhà mình đúc 3 tấm rưỡi, nhà mới đẹp, giảm từ 8 tỷ rưỡi xuống còn 7 tỷ 2. Giá còn thương lượng, ngân hàng thẩm định cho mình vay 80% giá trị căn nhà, sổ hồng riêng đầy đủ hết. Nhà của mình thì rất là gần quận Tân Phú, đi ra quận Tân Phú khoảng trong vòng 3 đến 400m đổ lại. Mình đi ra Văn Cao, Bình Long khoảng tầm 300m. Nhà giáp với Tân Phú, giá cực kỳ tốt, chỉ có 7 tỷ 2, giảm 1 tỷ 3 so với giá khởi điểm ban đầu. Và bây giờ thì bên em đã tới ngã tư của đường số 1 và đường Miếu Bình Đông. Mình rẽ vào con đường Miếu Bình Đông để tham quan căn nhà này nhé. Dạ em xin nhắc lại, với cái diện tích ngang 4 dài 24m, mình đúc 3 tấm rưỡi, nhà mới đẹp, sổ hồng riêng đầy đủ. Hiện mình đang cho thuê với cái thu nhập tương đối cao và ổn định, giá chỉ có 7 tỷ 2 còn thương lượng, ngân hàng thẩm định cho mình vay 80% giá trị căn nhà. Để tham quan căn nhà này trực tiếp, làm việc với chính chủ, quý khách liên hệ số hotline để trên màn hình. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.